quy đồng, mẫu số chung là 24. Như vậy thì nó sẽ tương đương là quy đồng bó mẫu luôn. Như vậy thì ta được là x trừ 1 nhân cho x trừ 2 nhân cho x trừ 3 nhân cho x trừ 4 trừ này nhân cho 4, vậy thì được 4 x trừ 1 nhân cho x trừ 2 nhân cho x trừ 3 này nhân cho 6 thì trừ 30 nhân cho x trừ 2 nhân cho x trừ 3 là bé hơn 0. Rõ ràng ta thấy nói có x trừ 2, x trừ 3. Ta lấy x trừ 2, x trừ 3 làm thừa số chung. Tương đương x trừ 2 nhân cho x trừ 3 làm thừa số chung. Thì đám đầu tiên đấy còn là x trừ 1 nhân x trừ 4 chính là x bình trừ 5x cộng cho 4. Đám thứ hai ta lấy x trừ 2 nhân x trừ 3 rồi thì còn lại là cái đám đầu tiên này. Đám đầu tiên này chính là trừ 4x cộng 4. Và cuối cùng là ta đã lấy x trừ 2 nhân x trừ 3 làm thừa số chung, vậy thì còn trừ 30, bé hơn 0. Tương đương trừ 30, trừ 30, bé hơn 0. Tương đương là chỗ này ta viết là x trừ 2 nhân cho x trừ 3. Đám này là còn x bình trừ 5x như trừ 4x là trừ 9x. 4 như 4 là 8. 8 mà trừ 30 chính là trừ 22. Bé hơn 0. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tìm được nghiệm. Cái đám đầu tiên là 2. Nghiệm thứ hai là 3. Còn thằng này có hai nghiệm là 11 với lại là một nghiệm là trừ 2. Như vậy thì ta ghi các cái nghiệm nó ra là số trừ 2 là nhỏ nhất, rồi tới số 2, rồi tới số 3, rồi tới số 11. Vậy thì bậc cao nhất ở ngoài là dương, ở trong cũng dương cho nên khoảng ngoài cùng là dương, tới âm, rồi tới dương, rồi tới âm, rồi tới dương. Như vậy thì vì ta giải bất phương trình âm cho nên ta bỏ phần dương đi. Vì điều kiện của ta là x là số tự nhiên và x lớn bằng 5. Như vậy thì ta chỉ coi khúc này là nó thỏa mãn. Từ 3 tới 11. Từ 3 tới 11. Cho nên kết hợp điều kiện thì suy ra tập nghiệm của ta đó là S bằng lớn hơn hoặc bằng 5, 5 có trong số khúc này. Rồi số 6 cũng có trong khúc đó, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 không thỏa vì bài mình không có dấu bàn. Cho nên trong cái bài này tuy rằng giải bất phương trình nhưng kết hợp với điều kiện thì chúng ta chỉ được tập nghiệm là 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó là nghiệm của bất phương trình của ta. Mời các em theo dõi tiếp một ví dụ tiếp theo về vận dụng giải phương trình này.
Mời các em. Mời các em theo dõi tiếp ví dụ số 5. Ví dụ số 5. Đó là đề thi khối B năm 202. Khối B năm 2002. Đó là cho đa giác đều A1 A2 chấm 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 tới A2N nội tiếp trong đường tròn O đường tròn tâm là O. Biết số tam giác có đỉnh. Biết số tam giác có đỉnh là 3 trong 2N đỉnh. A1, A2, A2N, chấm phẩy. Nhiều gấp 20 lần. Nhiều gấp 20 lần. Số hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Có các đỉnh. Có các đỉnh là 4 đỉnh trong 2N điểm A1 A2 A2N. Như vậy thì bài này là tìm N. Bài này là một bài toán về chỉnh hợp. Đối với bài toán chỉnh hợp trong hình học này, như vậy thì để cho dễ hiểu thì chúng ta phải vẽ đường tròn nó ra. Đấy. Chúng ta vẽ đường tròn. Đường tròn này là có tâm là O. Bây giờ là trong đường tròn này là có 20 điểm. 20 điểm. Trong đường tròn này là có đa giác là có 2N điểm. Đa giác đều. Trước tiên á, số tam giác mà có đỉnh là 3 trong 2N đỉnh đó. Vậy thì đầu tiên là chúng ta tìm số tam giác trước. Ý đầu tiên là số tam giác thỏa yêu cầu của đề là 2 chấm. Một tam giác thì cần có 3 đỉnh. Trong 2N đỉnh này ta nói 3 đỉnh, cho nên số tam giác là C3 của 2N. Ý thứ hai là số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 đỉnh trong 2N điểm đó. Như vậy thì để nó tạo thành một hình chữ nhật thì chắc chắn rằng hai đường chéo của hình chữ nhật đó phải bằng nhau.
Cho nên bây giờ này là một đường chéo. Thằng này là một đường chéo. Hai đường chéo này đi qua tâm. Lúc đó ta nối lại thì ta sẽ được một hình chữ nhật. Ta được một hình, hình này chính là hình chữ nhật. Vì lý do hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường và đồng thời bằng nhau nữa thì nó là hình chữ nhật. Như vậy thì muốn tạo thành một hình chữ nhật thì yêu cầu là phải bốn đỉnh. Bốn đỉnh này nối lại thì tạo thành đường chéo mà đi qua tâm. Hay nói cách khác là cứ hai đường chéo mà đi qua tâm thì tạo thành một hình chữ nhật. Đó, ý thứ hai là cứ hai đường chéo mà đi qua tâm thì sẽ tạo thành được một hình chữ nhật. Thì sẽ tạo thành một hình chữ nhật. Vì bài toán của ta là đa giác đều này có 2N cạnh. Vì có 2N cạnh. Cho nên ta sẽ suy ra sẽ có là N đường chéo đi qua tâm. Trong 2N cạnh này thì chỉ có N đường chéo đi qua tâm thôi. Có nghĩa là nối từ một điểm bên kia đối diện qua điểm bên này thì ta được một đường chéo đi qua tâm. Rồi, mà cứ hai đường chéo á, đi qua tâm á, thì tạo thành một hình chữ nhật. Cho nên là vậy ta sẽ có là C2N hình chữ nhật. Được tạo thành. Tạo thành. Rồi. Bây giờ số tam giác của ta là C32N. Số hình chữ nhật là C2N. Vì yêu cầu của bài toán là số tam giác á là nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật. Cho nên là theo yêu cầu của bài toán á thì ta có, đó là số tam giác là C32N là bằng 20 nhân cho C2N. Vậy thì ta giải phương trình này, ta sẽ tìm được N. Nó sẽ tương đương điều kiện, điều kiện ta có rồi, tương đương 2N dây thừa chia cho 2N trừ 3 dây thừa là bằng 20, không, chia cho thêm 3 dây thừa nữa là bằng 20 nhân cho C2N chính là N dây thừa chia cho N trừ 2 dây thừa nhân cho 2 dây thừa. Nó sẽ tương đương, ta rút gọn đi thì được là 2N dây thừa chia cho 2N trừ 3 dây thừa chính là 2N nhân cho 2N trừ 1 nhân cho 2N trừ 2 chia cho
3 dây thừa là 6, là bằng 20. Nhân thêm cho n dây thừa chia n trừ 2 dây thừa chính là n nhân cho n trừ 1 chia cho 2 dây thừa là 2, tương đương mẫu số chung là 6. Vậy thì ta nhân cái đám này cho 3, tương đương là 2n nhân cho 2n trừ 1 nhân cho 2n trừ 2 là bằng, nhân cho 3 thì được là 60n nhân n trừ 1. Bên này có n, bên kia có n, ta rút gọn thì nó sẽ tương đương là, rút gọn được cho 2 luôn, rút gọn được cho 2. Như vậy thì bên kia nhân phân phối vô được là tương đương là 4n bình phương. Này là trừ 4n, trừ 2n nữa là trừ 6n, trừ 1 nhân trừ 2 là cộng cho 2, là bằng bên kia là, lúc nãy ta rút gọn được cho 2 rồi, rút gọn cho 2 thì còn 30, 30n trừ 30, 30n trừ cho 30, nó sẽ tương đương là 4n bình phương, chuyển qua trừ 36n, chuyển qua là cộng cho 32 bằng 0. Ta rút gọn được cho 4, rút gọn được cho 4 thì còn n bình trừ cho 9n cộng cho 8 bằng 0, thì rõ ràng ta tìm được một nghiệm là bằng 1 và một nghiệm là bằng 8, tương đương n của ta là bằng 1 và n là bằng 8. Đa giác đều thì chắc chắn n bằng 1 là loại, thằng này là nhận. Vậy thì kết luận của ta là loại n của ta là bằng 8. Đây là đáp số. Như vậy thì qua cái bài này là ta tìm được n bằng 8. Đó là một bài ví dụ cho cái dạng giải phương trình. Như vậy thì chúng ta tóm lại là muốn giải phương trình thì các em phải nhớ, yêu cầu đầu tiên là các em phải đặt điều kiện. Muốn giải phương trình phải đặt điều kiện. Và yêu cầu thứ hai là các em nắm được công thức về chỉnh hợp, về tổ hợp, về hoán vị, và các em vận dụng để các em giải. Giải xong rồi tìm kết quả, các em nhớ phải kết hợp với điều kiện mà ta nhận hoặc là ta loại. Như vậy thì tiết học của chúng ta là tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em. Hẹn gặp lại các em vào buổi tiếp theo.